Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Đại Chí Thành, 36 tuổi, tạm trú tại quận Tân Bình để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Trước đó, cơ quan công an nhận tin báo của quần chúng nhân dân về một người đàn ông ở trọ trong hẻm trên đường Nhất Chí Mai, phường 13, quận Tân Bình có biểu hiện bất minh, nghi vấn tàng trữ vũ khí nguy hiểm. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định Thành là người thuê phòng trọ. Trong phòng trọ cất giấu một số vỏ kim loại màu vàng nghi là vỏ đạn, một vật liệu kim loại kiểu dáng súng rulo, ổ quay cùng nhiều tấm bia giấy bị thủng lỗ, nghi bị súng bắn vào. Bước đầu, Thành khai nhận đây là khẩu súng đồ chơi đối tượng mua trên mạng và thuê người độ lại thành súng quân dụng với giá 4 triệu đồng để thỏa mãn đam mê. Cụ thể, sau khi mua súng nhựa, Thành gửi cho một đối tượng lạ mặt tại bến xe miền Đông cũ, quận Bình Thạnh, mang đi nâng cấp phần kim hỏa, trái khế của trục ổ quay và nhận lại vào cuối tháng 12 năm 2023. Nhận được súng, Thành lắp 6 viên đạn vào ổ quay, rồi sử dụng bia giấy cứng làm bia và ngồi trong nhà bắn thử. 5 viên đạn đầu không nổ, Thành bắn viên cuối thì phát ra tiếng nổ chát chúa khiến nhiều người trong dãy phòng trọ hoảng hốt. Từ lời khai của Thành, Công an quận Tân Bình xác định Văn Đình Thông và Hồ Thanh Nhã cùng 31 tuổi, cùng quê Thừa Thiên Huế, tạm trú ở thành phố Đà Nẵng là các đối tượng bán súng đồ chơi, nên phối hợp với các đơn vị liên quan di lý về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, công an xác định Thành từng có một tiền sự về tội tàng trữ trái phép súng săn do công an tỉnh Bình Dương xử lý năm 2022. Thông và Nhã vừa bị công an thành phố Đà Nẵng xử lý vi phạm về hành vi buôn bán súng nhựa đồ chơi không có hóa đơn chứng từ. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết phòng cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh, 29 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo, Thịnh mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quang Trọng và dạy võ cho các em học sinh có độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Biến thái hơn, trong quá trình quan hệ, Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại. Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thất Cầm, 43 tuổi, ngụ quận 5, Nguyễn Thất Thuyết, anh ruột Cầm, 45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Thanh Phong, 49 tuổi, ngụ quận 8 và Dương Thị Thúy Hằng, 36 tuổi, ngụ quận Tân Phú để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, phòng PC02 phối hợp với Công an quận 5 kiểm tra nhà hàng karaoke 98 đường Trần Minh Trọng, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và xác định chủ nhà hàng là Nguyễn Thất Cầm, Nguyễn Thất Thuyết và Nguyễn Thanh Phong tổ chức cho các cô gái trong nhà hàng bán dâm cho khách để tăng doanh thu. Dương Thị Thúy Hằng là nhân viên quản lý giúp sức cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại khách sạn Bonita Grand và khách sạn Bonita Grand THD, cùng trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 ra ngoài bán dâm cho khách. Cầm, Thuyết, Phong thống nhất giao cho Thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành chịu mọi trách nhiệm khi Cầm và Phong không có mặt tại nhà hàng. Tại nhà hàng có khoảng 40 nhân viên nữ ăn mặc khiêu gợi và sẵn sàng bán dâm cho khách. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, giá dầu thế giới có sự tăng nhẹ do căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang tiếp tục gia tăng, khiến các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng. Ngày 22 tháng 1, giá dầu Brent giao dịch ở mức 78,31 đô la Mỹ trên một thùng, tăng 0,14 đô la Mỹ so với đầu giờ sáng qua. Giá dầu WTI ở mức 73,42 đô la Mỹ trên một thùng, tăng 0,18 đô la Mỹ. Giá dầu thế giới có sự tăng nhẹ do căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang tiếp tục gia tăng. Điều này khiến các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng. Trước đó, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy, trong khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,5 triệu thùng, tồn kho xăng và sản phẩm dầu trưng cất vẫn tiếp tục tăng với mức lần lượt là 3,1 triệu thùng và 2,4 triệu thùng. Trong khi đó, giá dầu trong nước vẫn giữ nguyên theo mức điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương. Theo đó, từ 15 giờ ngày 18 tháng 1, xăng E5 RON 92 ở mức 21.418 đồng trên 1 lít, xăng RON 95 ở mức 22.482 đồng trên 1 lít, giá dầu diesel ở mức 2.194 đồng trên 1 lít, dầu hỏa ở mức 2.536 đồng trên 1 lít, giá dầu ma rút ở mức 15.508 đồng trên 1 kg. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp từ đầu năm 2024 của xăng dầu. Thưa quý vị, tối 21 tháng 1, đám cưới của ca sĩ Yanbi và diễn viên Trang Ami đã diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thái Bình. Hôn lễ của cặp đôi có sự tham dự của nhiều ngôi sao trẻ như là rapper Mr. A, rapper Mr. T, Dương Edward. Trên lễ đường, cặp đôi xúc động chia sẻ những kỷ niệm đẹp sau gần một năm gắn bó. Khoảnh khắc xúc động nhất của hôn lễ là khi mẹ Yanbi tiến lên lễ đường bằng xe lăn để trao sinh lễ cho con dâu. Được biết, chân bà bị gãy sau những ngày dạm ngõ của Yanbi, Trang Abi và đã không thể có mặt trong ngày ăn hỏi của các con. Tại lễ cưới, bà đã trao sinh lễ cho con dâu. Cô dâu Trang Abi tinh tế ngồi xuống để mẹ chồng thuận tiện trao quà và dặn dò trước khi cặp đôi làm lễ. Có thể thấy tình cảm của mẹ Yanbi dành cho cô con dâu mới khá ấm áp. Trang Abi nở cười hạnh phúc khi nhận được sinh lễ từ mẹ chồng. Khoảnh khắc này khiến không ít quan khách xúc động. Trước đó, Trang Abi và Yanbi đã gặp nhau tại một đêm diễn ở Kon Tum. Sau khi tìm hiểu và cảm thấy có nhiều điểm chung, cặp đôi chính thức hẹn hò vào tháng 3 năm 2023. Sau hơn 7 tháng tìm hiểu, tháng 10 năm 2023, Yanbi đã cầu hôn bạn gái tại một địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc. Thưa quý vị, những chi tiết đầu tiên về Windows 12 đã bắt đầu được hình thành và hệ điều hành này được đồn đại có thể lặp lại sai lầm lớn nhất mà Microsoft từng gặp với Windows 11. Các tin đồn gần đây cho biết Microsoft sẽ tập trung nhiều vào các tính năng AI trên Windows 12, bao gồm yêu cầu bộ xử lý thần kinh NPU chuyên dụng. Điều này có thể gợi nhớ về những gì đã xảy ra đối với yêu cầu tính năng TFP trên Windows 11. Chỉ bảo mật này khiến nhiều PC của người dùng không tương thích với Windows 11, buộc họ không thể nâng cấp hệ điều hành. Nếu yêu cầu NPU xảy ra, điều tương tự cũng sẽ đến với Windows 12. Báo cáo từ Windows Central cho thấy, phiên bản Windows tiếp theo có thể tập trung nhiều vào AI, bao gồm Windows Copilot nâng cao, tìm kiếm nâng cao bằng AI, nâng cấp AI cho trò chơi và video, cũng như nền hoạt hình AI, với phần lớn trong số đó có thể yêu cầu phần cứng NPU mới để hoạt động. Báo cáo không nói rằng phiên bản tiếp theo của Windows sẽ yêu cầu NPU, nhưng nhiều tính năng có thể bị hạn chế đối với phần cứng đó. Với việc AI được xem là trọng tâm lớn nhất của Microsoft và một số báo cáo hiện tuyên bố cho rằng Windows 12 sẽ ra mắt vào một thời điểm nào đó trong năm 2024 này. Câu hỏi đặt ra là liệu người dùng có cần nâng cấp PC của họ để sử dụng hệ điều hành sắp tới hay không? Thưa quý vị, khối 27 quốc gia châu Âu hiện đang tìm kiếm phản hồi từ tất cả các bên quan tâm về đề xuất mới của Apple trước khi đưa ra quyết định chính thức. Trước đây, Liên minh châu Âu-EU cáo buộc Apple đã lạm dụng vị trí thống trị của mình bằng cách hạn chế quyền truy cập vào công nghệ thanh toán di động. Vì vậy, trong động thái mới nhất, Apple đã đề nghị cung cấp cho các đối thủ quyền truy cập vào công nghệ thanh toán không tiếp xúc và ví di động của mình nhằm nỗ lực xoa dịu các cơ quan quản lý chống độc quyền ở châu Âu. Apple cho biết họ cho phép các nhà phát triển bên thứ ba có quyền truy cập vào công nghệ thanh toán di động, cung cấp các tính năng mới cho người dùng, như đặt mặc định cho các ứng dụng thanh toán ưa thích và áp dụng tiêu chí đủ điều kiện không phân biệt đối xử cho các nhà phát triển đối thủ. Một phát ngôn viên của Apple nói với đài CNBC trong một tuyên bố, thông qua các cuộc thảo luận đang diễn ra với Ủy ban châu Âu, Apple đã đưa ra cam kết cung cấp cho các nhà phát triển bên thứ ba trong khu vực kinh tế châu Âu một tùy chọn cho phép người dùng của họ thực hiện thanh toán không tiếp xúc NFC từ bên trong ứng dụng iOS của họ, tách biệt hoàn toàn với Apple Pay và Apple Wallet. Hiện tại, Apple cũng đang đối mặt với áp lực từ các cơ quan quản lý chống độc quyền ở Mỹ, khi Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đang ủng hộ một vụ kiện chống lại công ty này.